Dù đã có những xử lý mạnh tay của các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội, nhưng tình trạng bắt khách trên đường vành đai 3 vẫn tiếp diễn, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất trật tự an toàn giao thông và đã xảy ra tai nạn giao thông. Đường vành đai 3 trên cao, nút giao Mai Dịch. Chỉ trong ít phút, phóng viên dễ dàng bắt gặp hàng chục hành vi vi phạm giao thông. Người dân thì tập trung đứng ngay bên lề đường để đón xe khách. Chỗ nào có xe khách dừng đỗ thì chỗ đó tập trung taxi, thậm chí là cả lực lượng xe ôm hùng hậu. Còn đây là đoạn Lĩnh Nam, đường vành đai 3. Nhiều xe tải thậm chí còn dừng đỗ ven đường, gây nguy hiểm đến tính mạng cho bản thân. Tất cả đều tạo ra cảnh tượng hỗn độn, bát nháo, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Mọi người vẫn hay dừng ở đây, xe người ta cũng hay dừng ở đây nên là mình chọn địa điểm ở đây thôi ạ. Mình xuống chỗ nào thì người ta trả chỗ đấy đây. Thường thì nếu mà vào bến thì ít xe vào bến đó. Mặc dù theo quy định, đường vành đai 3 trên cao chỉ dành cho xe ô tô, tuy nhiên, một số bộ phận người dân vẫn phớt lờ. Bên cạnh đó, còn phải kể đến tình trạng đi bộ, xe ba gác, xe máy, thậm chí cả xe đạp điện đi ngược chiều. Nhiều người còn bất chấp nguy hiểm quay đầu xe để tránh bị quay. Có nhiều xe đã đỗ dừng đỗ trả khách và bắt khách và nhận gửi hàng. Đội cảnh sát giao thông ấy là các chú vẫn đi dẹp trật tự, đi dẹp liên tục. Đấy. Nhưng mà đi đằng trước thì nó lại chạy đằng sau. Đội cảnh sát 6 đã tiến hành phân quán triệt cán bộ chiến sĩ là làm sao xử lý triệt để các trường hợp xe khách vi phạm các lỗi liên quan đến trật tự an toàn thông, đặc biệt là các lỗi là liên quan đến đón trả khách, dừng đỗ không đóng cửa lên xuống và là nguyên nhân để xảy ra tai nạn cũng như an toàn giao thông. Mong muốn là làm sao tất cả các nhà xe, thứ nhất là phải nâng cao ý thức an toàn giao thông, cái thứ hai là phải tuyên truyền để làm sao người dân, những người tham gia giao thông ý thức để mà có thể chấp hành an toàn thông. Quy định xử phạt đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi đón trả hành khách trên đường cao tốc đã có. Và mặc dù nhiều biện pháp đã được lực lượng chức năng đưa ra để ngăn chặn các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, thế nhưng tình trạng vi phạm vẫn tái diễn. Để bảo vệ tính mạng cho mình, điều quan trọng hơn cả vẫn chính là ý thức của những người tham gia giao thông.